Chào các anh chị. Hôm nay tôi lên mạng tôi thấy có nhiều câu hỏi cũng rất là hay nên là tôi ghi clip lại để cho anh chị nào muốn học thì anh chị xem học nha. Thì cái câu hỏi thứ nhất là từ ABCD này nè anh chị. Các anh chị tách ra là cho mình là gì đó? Chữ A, chữ B, chữ C, chữ D riêng hoặc là 1 2 3 4 này, 1 2 4 5 thì anh chị đổi ngược lại là 5 4 3 2 1. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị từng cái bài để anh chị làm anh chị hiểu nha. Thì chỗ này nè anh chị. 1 2 3 4 5 đúng không anh chị? A B C D đúng không? Đầu tiên anh chị là lấy chữ A. À, sau đó anh chị lấy chữ B. Ha, lấy chữ B nha. Và sau đó anh chị lấy chữ C. Và cuối cùng là anh chị lấy chữ D. Thì ở đây á các anh chị muốn lấy A B C D như vậy là đầu tiên anh chị sử dụng hàm mid. Anh chị biết hàm mid không? Mid này, cái chuỗi này này. Lấy tại cái khóa này lại ha, lấy tại vị trí thứ 1, lấy một ký tự. À, nó sẽ lấy chữ A. Anh chị kéo xuống chỗ này. Ở đây á anh chị lấy một ký tự nhưng anh chị lấy từ ký tự thứ hai, nên lấy từ B. Anh chị muốn lấy cái từ thứ ba thì lấy chữ C và ở đây anh chị muốn lấy cái từ thứ tư á, là chữ D. Thì cái chỗ này á, là cái công thức này á, là nó sẽ là 1 2 3 và 4. Ở đây anh chị thấy không? 1 này, enter, 2 này. Được chưa? Và ở đây á, 3 này và ở đây là cái từ thứ tư. Thì ở đây á, mình ra là bốn cái từ như thế này rồi bây giờ cái vấn đề làm sao mình kéo xuống ra hàng loạt nha. Thì ở đây á, mình sẽ sử dụng hàm row. Ở đây tôi thích sử dụng hàm rô S hơn, anh chị nào muốn sử dụng hàm rô thì sử dụng. Ở đây là đô la 1 2.1, thằng đô la 1 2.1 này, hàm rô này nó trả về cho mình là cái gì đây, vị số dòng đang chọn. Mình đang chọn một dòng anh chị, ở đây là mình đang chọn một dòng này, enter. Mình kéo xuống thì nó sẽ chọn hai dòng này. Ở đây mình kéo xuống thì nó sẽ chọn cho mình ba dòng này, và mình kéo xuống nó sẽ chọn cho mình bốn dòng. Khi mà nó chọn bốn dòng rồi đó, rồi đó thì nó sẽ trả cho mình là số mấy ta, số 4. Như vậy là số 1, 2, 3, 4 là mình có thể là sử dụng mình hàm row để mình giải quyết cái vấn đề này nha. Thì chỗ này này, thay vì chỗ này là số 1 không thay đổi, thì mình muốn cho hàm row cho nó tùy biến ha. Row tùy biến nên anh chị kéo xuống này. Đó, kéo xuống. Như vậy là chỗ này tôi vừa hướng dẫn với anh chị xong là tách từ một chuỗi mẹ ra thành các cái chuỗi con nhỏ lẻ. Ở đây là row, anh chị không? Ở đây là nếu mà ở đây là kéo xuống một dòng thì nó lấy ở vị trí thứ nhất, rồi xuống hai dòng lấy vị trí thứ hai, và xuống ba dòng lấy vị trí thứ ba. Như vậy là bài 1 là tôi vừa hướng dẫn cho anh chị xong cái công thức cực kỳ đơn giản, nha. Rồi bài 2, ở đây á, các anh chị muốn bài này cũng hơi căng nha anh chị. Các anh chị muốn mà 1 2 3 4 5 á, thì các anh chị dịch ngược lại nha. Dịch ngược lại là bằng này, 5 này. Ở đây 5 4 3 2 1 đúng không? 5 4 3 2 1 thì cái công thức này anh chị chẳng qua bằng 5 này anh chị nhân cho 10.000. Được chưa? 5 nhân 10.000 nha. Anh chị cộng cho 4 nhân cho 1.000. Được chưa? 4 nhân 1.000 nha. Ở đây á, là cái anh chị cộng cho 3 anh chị nhân cho anh chị cộng cho 3 anh chị nhân cho bao nhiêu ta? Anh chị cộng cho 3 anh chị nhân cho bao nhiêu ta? Anh chị cộng cho 3 anh chị nhân cho bao nhiêu ta? Ở đây anh chị nhân cho 100. Rồi cộng cho 2 anh chị nhân cho 10 và cộng cho 1 anh chị nhân cho 1 ha. Thì ở đây khi mà ở đây 1 anh chị nhân cộng cho 1 nhân cho 1 nha. Thì ở đây các anh chị khi anh chị làm như vậy thì nó sẽ ra anh chị là 4 5 3 1. À, đây đây là cái ý tưởng nha anh chị, đây là ý tưởng này. Đó, đây là ý tưởng. Thì ở đây là ý tưởng thì bây giờ mình cũng phải làm sao ta dùng hàm mid đúng không? Bằng mid này. Anh chị lấy cái chuỗi này này. À, mít nha. Ở đây tôi làm từng bước nha anh chị. Bằng mít này, đó, mít nha. Anh chị lấy chuỗi này này, phải khóa lại. Anh chị muốn lấy được cái từ thứ năm đúng không? Chỗ này là anh chị lấy được cái từ thứ năm đúng không? Là anh chị phải làm sao ta? Lên. Đó, lên cái này này, đó, lên cái này này. Đó, nó bao nhiêu cái từ là mình lấy bấy nhiêu cái từ đúng không chị? Lên. Được chưa? Ở đây này mình trừ cho ha, lấy năm cái từ nhưng mà mình trừ cho gì ta? Rô. Đô la 1 2.1 đi. Đó. Rồi, 1 2.1 nha. Ở đây á, ở đây tạm thời là như là một rô, tạm thời anh chị là rô 1 2.1 đây chị, rô 1 2.1 đi. Ở đây á mình lấy mình sử dụng hàm rô này đi, khỏi lấy hàm rô kia đi. À, rô này là nó nghĩa là lên từ 1 là 4, ở đây mình cộng cho 1 nè, cộng cho 1. Phải lấy một cái tự. Là chỗ này mình sẽ lấy được cái từ thứ 5. Được chưa? Đó, cứ lấy từ cái từ thứ 5 nha. Và sau đó các anh chị làm sao ta? Anh chị nhân cho nhân cho. Ở đây anh chị nhân cho là n rep, anh chị nhân cho 10 nha, 10. Anh chị nhân cho 1 ha. À, anh chị nhân cho gì ta? Nhân cho số 1 này. Nối với lại nhân cho số 1, nối với lại nha, nối với lại này.
Ở đây anh chị dùng hàm dấu vai nha, nối với lại là gì ta? Nối với lại là rep, là REBT nha, REBT. Được chưa? Anh chị nối rep nha, rep ở đây này. Ở đây là mình sẽ một số 0 này, tạm thời là mình lấy 4 số 0 này, nhân lên 5 lần ha. Nhân lên 5 lần đi. Rồi, khi mà ở chỗ này nè, tôi hướng dẫn anh lấy một này, số 1 nối với lại cái thằng này này, 5 con số 0. Enter nha. Thì ra cho mình 5.000. Nhưng mà 5 con số 0 này chẳng qua nó là gì ta? Len. Đúng không? Len cái này này. Len cái này này, len cái này nha. Len cái này này, đó len này ở đây là trừ cho. Trừ nha. Trừ cho cái gì ta? Row. Ở đây là nếu mà 1 2.1. Ở đây là 1 2.1 1 nha. Ở đây là cộng cho 1 đi. Đó. Thì nó sẽ ra cho mình là 5.000. Đó. Thì tôi nhắc lại nha, ở đây này, cái chỗ này là nó ra cho mình là từ vị trí thứ năm, được chưa? Chỗ này là tại vị trí thứ năm nha. Lấy một cái tự, được chưa? Và sau đó tôi nhân cho một này, tôi nhân cho một là ở đây là 5 con số 0 tôi nhân lên này, ở đây là tổng cộng là 5 số 0. Được chưa? 5 con số 0. Rồi vấn đề bây giờ này anh chị, vấn đề bây giờ này. Ở đây á, nếu mà số ở đây là 5 rồi, bây giờ mình lấy số 4 làm sao? À, lấy số 4 làm sao nha. Thì số 4 á, mình số 4 á thì ở đây là mình phải trừ cho 2. À, trừ cho 2 đúng không? Thì ra số 4 đúng không? Trừ cho 2. Thì cái chỗ này này từ nó sẽ lên là từ 1 tới gì ta? Tới hàng rau anh chị. À, tới 5 á, ở đây nó sẽ ra cho mình là từ 1 tới 5 anh chị, từ 1 tới 5 á. Ví dụ từ 1 tới 5 nha, thử với từ 1 tới 5 này nha. Là nếu mà ở đây là 1 thì nó sẽ trừ cho 1, 2 trừ 2 3 trừ 3 4 trừ 4 5 trừ 5. Ở đây là từ 1 tới 5 này anh chị. Được chưa? Ở đây á tôi xâm lại. Tôi xâm lại nha, tôi xâm lại. Thì khi mà xâm lại nha thì nó sẽ chạy này. Đầu tiên nó sử dụng hàm mít này ha. Ở đây á, nếu mà số 1 á, nếu mà số 1 nha. Nếu mà ở đây á, ra 1 2.1 2.5, có nghĩa là nó sẽ ra cho mình là một dãy số 1 2 3 4 5. Thì chỗ này anh chị, chỗ này này nó sẽ ra cho mình là từ một dãy từ 1 tới 5. Và nếu là số ở đây á, từ một đầu tiên nữa là số 1 thì nó sẽ là gì ta? Là số lấy số 5. À, nếu mà số 2 là số 4, số 3 là lấy số 3, còn số kia số 4 thì lấy số 2 và còn ngược lại số 1. Anh chị nhấn Ctrl Shift Enter này, nó sẽ ra cho mình là 54321. À, ở đây dư cũng gì ta? 54321 ha. Chỗ này là tại sao lại dư con số 0 này? Chắc cái này à, khoan. Ở đây cái này tôi lấy cái này cái không có cộng nữa, bỏ trừ đi ha. Cần cho Shift Enter này. Ở đây là 54321, cái chỗ lên này tôi lấy dư anh chị ha, năm nó ra cho mình là 54321, lấy rô trừ cho rô là được rồi. Ở đây tôi sẽ chạy cho anh chị xem nha. Ở đây này, tôi sẽ lấy cái hàm này cho anh chị xem nè, Ctrl C. Đó. Rồi. Ở đây tôi bôi nha, tôi bằng nha, bằng về. Ở đây á, cần tôi shift enter nha anh chị. Ở đây cần shift enter này, tôi nhấn F9 này. Thì F9 chỗ này nó sẽ ra cho mình là một cái dãy 1, 2, 3, 4, 5 gì không, ra nó ra cho mình là 1, 2, 3, 4, 5 gì không, 1, 2, 4, 5. Thì ở đây á, nếu mà 1 á, thì chỗ này đầu tiên nó là số 1. Cái này số 1 trước, 1 trừ cho 1 cộng cho 1 nó là số 0 này ha. Đó. À, cái đây là đầu tiên nó lấy số 5, được chưa? Cái đây là thay cho 4 số 0. Thêm 4 số 0 nữa nha, đây là thêm 4 số 0 nữa. Rồi nếu mà cái chỗ này nó là gì ta? Ở chỗ này nó là số 2 á, thì nó sẽ ra cho mình là số 4. À, đây tôi bôi khúc này chạy nha, bôi khúc này này, F9 này. Thì nó ra cho mình này F9 ha, nó ra cho mình này. Đó, 543210. Nhớ không? 543210. Rồi bây giờ vấn đề chỗ này nè anh chị, vấn đề chỗ này này. Ở đây là số có nhìn chị ơi, nếu mà có 6 chữ số thì sao, 7 chữ số là sao? Ok. Khúc này nha, tôi chỉnh lại. Khúc này cái 5 chữ số thì sao, 6 chữ số thì sao, 7 chữ số là sao nha. Ở đây tôi sẽ mô tả cho anh chị cái công thức này. Đó, rồi. Đó, tôi mô tả là anh chị công thức này. Ở đây nè anh chị, cái thằng rau này ha, thằng rau này này, đó. Thì bây giờ thằng rau này nè, nó số 5 là số 5 cố định lại đúng không? Thì anh chị tạm thời bảo số 5 cố định lại đi, được chưa? Anh chị để bằng nè với kép, anh chị chuyển nó thành cái chuỗi. Được không? Rồi từ 1 đến 5 anh chị tách số 5 ra với kép, nhấn kép cho vào giữa nè anh chị. Rồi, ok nha. Rồi sau khi nhấn kép với kép cho vào giữa anh chị, số 5 này thay bằng hàm gì ta? Lên. Lên cái chuỗi này. Khóa lại. Được chưa? Nó ra là 1 đến 5 này. Nhưng mà cái này là cái chữ thì mình muốn chuyển thành địa chỉ là mình sử dụng hàm gì ta? Indirect. Đó, chuyển nó thành cái chữ. À, chuyển nó thành cái địa chỉ. À, từ cái chữ chuyển thành địa chỉ nha. Rồi. Indirect. Từ cái chữ chuyển thành địa chỉ với anh chị. Rồi ok nha. Và sau khi chuyển thành địa chỉ xong, các anh chị thay cái địa chỉ này nè, ở đây nè, cái địa chỉ này là cái địa chỉ là từ 1 tới 5 là không là là địa chỉ địa chỉ cố định đúng không? Mình thay indirect này nè. Và chỗ này là từ 1 đến 5 này, anh chị chỉ sử dụng hàm indirect anh chị thay vô này. Rồi anh chị cần cho shift enter này. Đó, nó ra diện 54321.
thử nha, 40 gì đó, được chưa? Thì ở đây nó sẽ ra cho mình là 23, ở đây là 532045 gì đâu. Bây giờ anh chị nhập số khác nè, đó anh chị nhập đại số nào đây đi. Thì ở đây anh chị này đó, 359020643. Được chưa? Như vậy là các anh chị thấy không? Tôi vừa hướng dẫn anh chị là gì ta? Đảo ngược cái gì đó, đảo ngược số đó anh chị. Đảo ngược số đó. Công thức này thì nhìn nó hơi gớm nhưng mà thật sự nếu anh chị hiểu rõ từng bước á thì anh chị làm từng bước thì rất là dễ chịu. Được chưa? Được chưa anh chị? Rồi, chào anh chị nha. Chúc anh chị làm bài tốt ha. Công thức là tôi hướng dẫn tới đây thôi. Để tôi làm lại một lần cho anh chị xem nha, tôi làm lại một lần cơ bản nữa. Đầu tiên này bằng mít này. Đó, cái chuỗi này. Được chưa? Phá lại đi, phải. Ở đây là tôi lấy tại vị trí là cao nhất, tại vị trí cao nhất nè, lên nó đi. À, trừ cho 1. Được chưa? Ở đây là lên nè, lại tại vì nó lên luôn đó ha, trừ cho cái gì ta? Rô. À, đô la 1 2.1 đi. Lát nữa tại sao trừ á thì các anh chị hiểu rồi đó, cộng cho 1. Tại vì nếu mình không trừ á là cái chỗ này nó không có chạy, anh chị hiểu không? Cái chỗ này này mình muốn là số này là lên trừ ở đâu, đầu tiên là trừ 0 trừ 1 trừ 2 trừ 3 trừ 4 trừ 5 trừ 6 rồi đó, thì số này nó tăng lên nó trừ ha. Ở đây là tại vị trí thứ nhất này, nó ra cho mình này. Số 3. Và sau đó các anh chị ơi, chị ra số 3 đúng không? Đây là số 3 là số cuối cùng á. Và sau đó các anh chị nhân nhân nha, nhân nha. Nhân với lại cái một này nối với lại cái rép này, RE đúng rồi, REB này đúng không? Rép này. Anh chị lấy là số 0. Tìm số 0 này thay thế bằng cái gì ta? Thay thế bằng cái len của nó, chiều dài của cái này này nó có bao nhiêu số 0 thì mình thay thế bấy nhiêu số 0. Được chưa? Rồi đóng ngoặc lại. Rồi, enter này. Ở đây á nó ra cho mình là đúng số này không? Ở đây là 1 2 4 6 8 này, 2 4 6 8 ở đây sao dương số ta? Ở đây là 0 à, trừ 1 à. À, trừ rau đúng là trừ rau, thiếu thiếu 1 2 chấm đô la 1. Được chưa? Enter. Rồi, nó ra cho mình chính xác số này. Sau khi ra chính xác số rồi nhưng mà ở đây nó mới ra mình là số mấy ta? Ở đây số 10 là số 1, ở đây 8 nha. Mình lấy 8 số này nó sẽ chạy từ 1 tới 8. Chạy từ 1 tới 8 nha. Và sau khi chạy từ 1 tới 8 xong mình sum nó này, sum nó này. À, mình sum nó thì nó sẽ ra cho mình là đúng đúng lại ha, cần cho chúng ta này. Đó, ra là 359200643. Rồi, sau đó mình phân tích cái này này. Ở đây cái dãy của mình là từ 1 tới 8 này này, nó là cái địa chỉ này là nó là địa chỉ ta. Địa chỉ này nó là địa chỉ sống. Mà địa chỉ sống thì nó không thay đổi được. Chúng ta cần thay đổi nó là chúng ta tách số 8 ra. Nghĩ kép cho vào ở giữa. Được chưa? Rồi số 8 này nó sẽ sử dụng là bằng hàm gì đó? Lên. À, lên cái này này. Được chưa? Lên cái này này. Thì khi mà lên cái này nó ra cho mình là 1 tới 8. Và sau đó mình gắn hàm indirect vào để mình chuyển cái địa chỉ này á, chuyển cái chuỗi này á, thành một cái địa chỉ. Enter. À, cần cho shift đây nha. Thì anh chị copy công thức này, cần cho C. Được chưa? Và sau đó anh chị copy công thức nha, anh chị cần cho C nha, anh chị cần cho C này, đó, anh chị cần C nhấn escape thoát ra. Thay cái đô la thay chỗ này là thay cái địa chỉ sinh này này thành một cái địa chỉ mình mới chuyển là ra. Đó, thay địa chỉ sinh này nè thành một cái địa chỉ mình mới chuyển ra. Được chưa? Thì ở đây nó mới chính xác nha, cần cho shift enter. Đó. Thì anh chị coi này, nó ra chính xác ha. Ở đây là 4321 67 đó, 8 thì nó ra cho mình là 8 7 1 2 3 4 5. Được chưa? Như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là 1 2 3 4 5, ra 5 4 3 2 1. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là cái sử dụng một công thức để đảo ngược cái gì ta, cái số của mình lại. Được chưa? Mà cái chỗ này các anh chị cũng rất là hay 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 hỏi á, thì tôi đưa lên YouTube. Rồi, chào các anh chị nha, chúc các anh chị làm bài tốt. Chào các anh chị.